Cô gái này, hôm nay đến đây để phỏng vấn việc làm. Đi xin việc, có cần phải ăn mặc đẹp đến thế không? Kéo ghế ngồi xuống. Nhưng chỉ nói được 2-3 câu, thì người đàn ông kia có điện thoại gọi đến. Và ông ta đi ra ngoài để nghe máy. Lúc này chiếc tivi đang phát chương trình giải trí. Có 4 gã cầm hai tay, hai chân của một người đàn ông, định ném xuống hồ bơi. Nhưng bất ngờ, người đàn ông bên trong tivi đột nhiên lao thẳng ra trước bàn nơi cô gái đang ngồi, làm cô ta muốn bay luôn hồn vía. Tivi này hiệu gì mà ảo giác như thật vậy? Tôi cũng muốn mua một cái. Không phải ảo giác đâu, mà đây là một trò chơi khăm thực tế. Ekip chương trình sẽ tạo ra một căn phòng như thật và được lắp sẵn camera xung quanh căn phòng để ghi lại những khoảnh khắc giật mình với biểu cảm hài hước của người bị chơi khăm. Chương trình gì mà ác vậy? Lỡ gặp phải người có bệnh về tim mạch, khả năng họ đi chầu trời là rất cao. Ở Nhật Bản họ nghĩ ra nhiều trò khám bựa thật. Có thể người Nhật họ quá giàu nên rảnh rỗi mà bày ra lắm trò như thế này để giết thời gian. Chứ ở Việt Nam chương trình như thế này không khả thi cho lắm, vì người Việt rất chân chất thật thà. Nếu gặp người nghiêm túc, có thể anh bạn bay ra từ tivi khả năng cao là ăn cho no đòn. Đến cô gái thứ ba cũng bị hù dọa cho bật cả ghế ra, té sấp mặt. Quả thật hiệu ứng nó tạo ra rất hiệu quả. Người bị gài họ không hề hay biết trước, nên biểu cảm của họ là thật 100%. Thấy cô gái té lăn nhào ra, gã quay phim liền chạy tới để bắt được khoảnh khắc sợ hãi của họ sau những màn hù dọa. Đến rớt cả tim ra ngoài như thế này, không biết bọn họ có được chương trình trả tiền cát xê không. Dọa một người chưa đủ, giờ chuyển sang dọa hai người xem sao. Hai người phụ nữ này cũng mãi mê xem tivi mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Cũng là màn một con zombie bay ra từ trong màn hình, nhưng lần này để tạo ra sự sợ hãi đến cực độ, chương trình đã bố trí thêm rất nhiều người hóa trang thành zombie để dọa. Căn phòng bé tí thế mà gần cả chục con zombie. Hai người phụ nữ hoảng loạn xỉu lên xỉu xuống, nhìn họ thật tội. Xem video thấy hay, nhớ cho mình xin một like nhé. Cảm ơn.